Dạ vâng, em xin giới thiệu tới mọi người một bộ dàn cao cấp của hãng Pioneer. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm ạ. Chuyển qua một đoạn nhạc rumba rồi nhá, để mọi người cảm nhận được âm tép tép của nó. Tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngã khi chưa biết yêu một lần. Lại hận thù tôi tiếp nuôi khi quê hương mệt ngày khi tóc đôi mươi. Dạ vâng, em xin giới thiệu cho mọi người một bộ dàn phân khúc cao cấp của hãng Pioneer. Bộ dàn 5 thớt mọi người nhá, 5 thớt. Và 5 thớt này thì chúng ta đang sử dụng full tất cả luôn, chạy full và không có hỏng thớt nào mọi người nhá, để đóm thớt nào cũng lên bình thường. Dàn thiết kế với hai loa và mỗi loa thì gồm 3 đường tiếng, bao gồm một loa bát, chung tép. Đây, bát có màng nhựa và gần mút mọi người nha, gần mút. Loa đang đầy đủ lưới e căng. Hai lưới e căng đầy đủ. Đây, em để góc này. Đây, hai lưới e căng luôn nha. Hai lưới e căng đầy đủ, che kín loa luôn. Che kín loa vì bộ này là lỗ thông hơi nó nằm phía sau. Lỗ thông hơi nằm phía sau. Dàn đẹp, rất là sang trọng, có đèn nước equalizer, thớt lọc xì rất đẹp rồi nha. Chúng ta chỉnh các chế độ nghe đây rất là nhiều chế độ luôn, can thiệp rất là sâu, chỉnh bát chung tép, có tăng thêm tăng giảm thêm nút bát này nữa. Chức năng thì bộ này em vừa giới thiệu là chạy full chức năng rồi nhá. Thứ nhất em đang test đây là chức năng điện thoại TV máy tính bằng cách là bấm nút BTR gạch chéo DAT, nút sáng màu vàng này mọi người. Em đang test chế độ này, em đang mở nhạc bằng chức năng này, cắm máy tính, Chức năng thứ hai đó là đĩa CD là thớt ngay em để dưới cục đây. Cái thớt này thì mọi người có thể để kiểu gì cũng được, tùy thích mọi người nha. Đấy, mọi người thích để xuống dưới cái này, xuống dưới cũng được, mà cái này ở đâu cũng được, để được hết. Và em quay phía sau cho mọi người thấy, nó kết nối với nhau bằng những sợi cáp. Đây, em test phần CD nhá, CD bấm ra đĩa này. Đây, CD cho vào, chúng ta bấm play của em. Chúng ta bấm play thì tự động chuyển sang chế độ CD, chúng ta không cần thao tác ở trên đây nhá. Đó, đọc đĩa rất là nhanh. Đây, đọc đĩa. Em nách bài nhá. Đây, nách và lui, nách và lui. Xin giã biệt bạn lòng trao trả mỗi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu. Người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốt nào với chiều mưa gió lộng ta dừng vui. Đấy, học rất là mười, không kén không vấp mọi người nhá, không kén không vấp. Đây là về phần CD. Tiếp đến là chức năng cassette, là cái thớt cuối cùng đây, em để cuối. Cassette chúng ta bấm sang cassette của em nhé. Có hai cửa băng, hai cửa đều đang chạy bình thường cả, cả hai cửa đều chạy mọi người. Đây em test thử nhá, xem cái băng. Bấm play của em nhé. Hai nút mũi tên để cảm giác này. Xét và đọc nét như CD luôn mọi người. Bấm stop để chúng ta dừng lại nhé. Đọc rất là nét mọi người. Đọc nét như đọc đĩa CD vậy. Hai cửa, hai cửa băng. Nút này bị tiệt. Bên này em chưa vệ sinh cái phần đầu từ quên. Nên là nghe nó không được nét như bên này. Để lát em vệ sinh lại cái bản đầu từ của bên này. Chứ quên đi. Thì nó vẫn chạy bình thường rồi. Nó chạy bình thường nhưng mà cái bệnh đầu từ em quên chưa vệ sinh nhé mọi người. Nên là nó đang đọc nó không nét như bên này. Bên này nét hơn. Bên này đọc nét. Bên này vệ sinh sạch sẽ rồi thì đọc nó nét. Đọc nét như CD. Này em vệ sinh lại đầu từ nhá. Đây là phần cassette, đọc cả hai băng đều chạy bình thường, cả hai cửa đều chạy bình thường. Em chuyển về máy tính nhá. Em không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm kích thước mọi người nhá. Kích thước con này có tổng chiều rộng là 65. Chiều cao là 39. Và chiều sâu của nó, sâu là 34 mọi người. Đây là về phần kích thước. Em quay mặt sau thùng vách nhá. Thùng vách bằng gỗ hết mọi người, thùng vách gỗ đẹp. Đây là mặt sau này. Em coi mà sao mọi người thấy nha. Đây loa máy này, thùng vách này, đẹp mọi người nha, thùng vách này. Thông số mỗi loa 60W, cửa kháng 6 ohm. Và có số seri là seri em cái nó cũng đây, seri nằm dưới cùng đây. Seri là 42A mọi người, 442A. Đấy, các thớt kết nối với nhau bằng những sợi cáp như thế này. Mọi người thấy đây, những sợi cáp kết nối với nhau. Đấy, em đã quấn gọn rồi, nó rất là dài mọi người, nó rất là dài. Nên là em quấn cho nó gọn gàng rồi. Dài để chúng ta có thể để các thớt thay đổi cho nhau được mọi người. Ví dụ cái này để cuối cùng cũng được vì cái dây của nó rất là dài. Rất là dài mọi người, để cuối cùng là dây nó vẫn vươn đến đây bình thường. Đó, nên là em để thế này rồi thì em quấn gọn gàng lại cho nó đỡ rườm rà mọi người. Đó, dây 3.5 này chúng ta nghe điện thoại với máy tính cắm đây nhá. Loa bên kia cũng đẹp như vậy mọi người. Đây em quay xa mọi người thấy chưa? Đó, vẫn đẹp nhá. Hai loa đẹp và máy đằng sau thì cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, số seri là 59U này. Tức là mỗi thớt là có một số seri khác nhau. Đấy, 706 này, 501. Đấy, những thớt này là số seri đều khác nhau mọi người nhá. Đấy là về phần mặt sau. Dàn rất là đẹp. Thanh thì tuyệt vời. Có là đẳng cấp rồi. Vâng, và giá cả thì em để góc phải màn hình đây nhá. Ai có nhu cầu mua sản phẩm đi này về em. Zalo số điện thoại em là 0976592986. Em doanh nhau đi ô. Vâng, em cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin chào mọi người nhé.